Cô với chú là tôi nói tao ước ao làm sao mà cho tao gặp cái mặt Quyền Linh đó, nó làm dễ thương quá. Dạ. Uống rượu với uống rượu luôn. Uống rượu với coi chứ lên bắt năm luôn. Cô Quyền Linh dạ. Rồi, em tên là Châu, 36 tuổi. Anh quê đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, ở huyện Cần Giờ. Hiện tại là em làm nhân viên bán hàng. Bán gì anh? À, dây cáp, dây xích, tời, neo. Bán cái gì? Dây cáp, dây xích, tất cả loại dây. À. Dây thun nữa. Dạ không có bán anh. Có lâu lâu mình cũng chưa thầy giờ dây thun đó. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. À, dạ, em xin giới thiệu, em tên là Dương Thị Thanh Thường. Em năm nay 30 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Đồng Nai. Em đang làm nhân viên văn phòng. Em phụ trách về mảng hành chính và quản trị trang web của công ty. Giới thiệu về bản thân mình luôn, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường. Điểm yếu của em là nóng tính và khó tính. Khó tính hả? Dạ. Trời ơi. Gái mà khó tính, nóng tính là cũng mệt lắm rồi nha. Nhìn dễ thương nhưng mà khó mà còn nóng nữa. Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình kéo dài khoảng 6 năm. Mà sao chia tay? Là do anh muốn em có một cái lựa chọn tốt hơn, muốn sợ không đem lại hạnh phúc cho em. Anh nên nào tốt dữ vậy? Anh không dám tới. Không có tới sao, sao không cho đi sớm đi, quen người ta tới 6 năm rồi mới không dám. Này em không biết nữa. Biện minh. Bây giờ chia tay chưa? Dạ chia tay rồi. Mà tại sao chia tay? Nó phải có cái lý do gì chứ, tự nhiên chờ đợi cái gì mà chờ tới 6 năm? Em nói rõ chút xíu cái mối quan hệ. Dạ em quen qua mạng, cũng chưa gặp mặt nhau luôn. Cái gì? Chưa gặp mặt. Ủa là sao? Là 6 năm chưa gặp mặt. Dạ đúng rồi. Vậy cũng gọi là mối tình nữa hả? Mọi người ai cũng nói chứ đó không phải là một mối tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết là đó có phải là mối tình hay không. Rồi có thấy mặt nhau không? Có thấy mặt. Anh ở đâu? Anh làm việc ở Vũng Tàu. Tại sao từ Vũng Tàu lên đây có 2 tiếng đồng hồ mà không bao giờ lên gặp mặt tại nhau? Tại vì anh công việc anh bận rộn lắm. Hay là không có vợ có con rồi? Em nghĩ là chưa. Hay là anh bị gì? Chắc anh không đi được. Anh bị gì không? Không. Rồi tại sao em không xuống dưới đó em thăm ảnh mà phải ngồi trên Sài Gòn chờ 6 năm mà không đi tới tìm hiểu? Em cũng hay Vũng Tàu lắm. Rồi em có hẹn gặp nhưng ảnh lại bận. Trốn rồi, chắc. Mọi người nghe rồi. Câu chuyện thì thiệt chết thôi cho bạn trai. Bạn trai nghe câu chuyện tình 6 năm trên mạng, bạn thấy cảm giác như thế nào? Chung em thì từ đó giờ em chưa có quen ai cho nên em cũng chả biết cái mối tình trên mạng như thế nào. Vậy? Là ba mấy tuổi chưa quen ai luôn. Dạ. Tại nói chung là muốn mang tính chất công việc á anh. Hai người lạ quá. Không chừng ông này ông Vũng Tàu à. Dạ, không có đâu anh. Em mới ở thành phố mà. Kỳ lạ đó. Anh ơi sao kỳ vậy? Anh coi lại giới tính mình rồi anh. À, em chuẩn mà anh. Nắm tay con gái chưa? Chưa có người yêu sao nắm tay anh? Ủa chưa nắm lúc nào đúng không anh? Đúng rồi em ơi, anh chưa nắm tay luôn. Em thì sáng em đi làm, chiều 6 bây giờ tối mới về. Về ở nhà thì em ở với mẹ thôi, nói cơm nước xong rồi xem tivi rồi ngủ. Hai mẹ con thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm người bạn trai thật như thế nào? Đầu tiên là phải men. Thứ hai là có công việc tốt, có khả năng chăm lo cho gia đình. Men là sao? Tức là phải là đàn ông á. Sao biết đàn ông? Bên đó chưa có bạn gái lần nào á. Eo ẻo. Em nghi ngờ quá anh ơi. Nhiều người nghi ngờ. Cái đó về từ từ em sẽ hiểu. Em biết thôi. Có cái mẫu hình lý tưởng giống ai không? Dạ em thích anh diễn viên Lương Thế Thành á. Em muốn tìm người bạn trai giống giống vậy á. Anh này Lương Thế Người được không? Trời sao tôi hoang mang với cái cặp này quá à. Men không? Dạ men. Sao anh biết? Trời em phải biết chứ. Tại vì chưa nắm tay gái rồi chưa hung hít gì hết là biết. Tại vì em chưa có người yêu thôi. Có người yêu là em làm tới luôn á chứ. Làm tới luôn? Dạ. Chút xíu nữa làm tới thử nha. Được. Anh phải làm sao cho chứng minh anh men. Em thích đất đi. Thích đất hả? Rồi. Mấy cái? 20 cái. Rồi mời anh. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, chết rồi. 19. Không, khỏe lắm anh. Hơi thở ổn định. 21. Nữa hả? Coi chừng cắm đầu dưới à.
Mua nết thêm 5 cái. Được không quý vị? Rồi, khỏe. Men ha, khỏe ha. Khỏe ru. Đây em nói là men mà. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn, giờ mới đến đây chị. Có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Nói chung nhà thì có căn nhà nhỏ nhỏ ở Cần Giờ. Còn mà tiền cưới thì cũng có chút đỉnh chị. Ừ, à, về là ở với mẹ luôn đó ha. Dạ đúng rồi. Mày mốt về có phụ vợ làm việc nhà không? Trời, chuyện đó là vô tư rồi chị. Em việc nhà em làm láng hết. Vậy ha. Dạ. Vậy là chắc ổn rồi, có sức khỏe bên này chỉ cần có sức khỏe thôi. Sao hồi anh nói vậy em thấy à, để qua xem đàn gái thế nào ha anh trai ha. Ồ, chào em. Dạ, chào anh. À, thật sự anh nghe câu chuyện tình của em anh cũng hoang mang lắm. Hoang mang nãy giờ. Anh đã nghe hàng ngàn câu chuyện tình rồi. Một cái lý do nào mà tại sao em chờ đợi 6 năm em vẫn không gặp ảnh mà em vẫn chờ đợi là sao? Tại em có niềm tin nữa anh. Ừ, cũng chỉ nói chuyện trên mạng thôi đúng không? Dạ. Lạ thế. Một người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy có một niềm tin rơi vào một khoảng không gian mênh mông bao la bát ngát 6 năm. Anh bên đây thực chất là một người anh nghĩ rằng rất là chân tình, chân thành, sống thật với mình lắm đó. Muốn chồng dữ chưa? Nói chung là cũng muốn. Cũng muốn không? Anh kia cũng muốn vợ lắm rồi. Về Cần Giờ ở được không? Dạ được. Cần Giờ giờ chuẩn bị xây cầu rồi, đừng có lo nữa. Cô gái bên đây anh nghĩ rằng là một người phụ nữ tốt với em. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ hỏi em người đi thân với đi. Hai em và bạn. Em ruột của em. Dạ em ruột của em. À nhìn giống ha. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi em nhận xét thấy anh bên đó là sao? Em thấy anh cũng được. Khỏe không? Khỏe. Cũng vui tính. Hai anh chị lên đây là có duyên rồi, nên cho nhau cơ hội đi. Ở nhà có ba mẹ có hối thúc lấy chị lấy chồng cho em? Dạ có ạ, nhưng mà không chịu. Không chịu? Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ em có đi mẹ với mẹ chị. Chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Chào bác. Chào cô. Cô gì quên vậy? Dạ Cát Tường. À cô Cát Tường. Dạ. Với chào quý vị khán giả đây. Tôi năm nay thì cũng bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Nhưng tôi cũng muốn đi kiếm một con dâu. Con trai tôi á, thì tôi đã ủy quyền cho nó xong hết. Nhà cửa, tài sản có đủ. Hãy con tôi ưng ở đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Nhưng mà giờ bác thấy cô gái này như thế nào bác? Dạ con chào bác. Thấy cổ á, cũng được. Hai đứa con mà ý hợp tâm đầu thì về á, làm gia làm dâu cũng không có làm dâu gì nhà tôi đâu. Nó út hết rồi. Đây là người chị thứ năm. Dạ. Tại đi theo để bảo vệ cho tôi đó chứ. Tôi hay làm mệt dữ lắm. À dạ. Chị muốn có con dâu nữa sau này mà tôi có mất á thì có đâu có bạn để sống với nhau. Dạ. Vậy đó. Tôi không có khó khăn gì hết cô Cát Tường ơi. Dạ, dạ. Với Quyền Linh. Dạ. Hôm nay tôi mới thấy là cô với chú là tôi nói tao ước ao làm sao mà cho tao gặp cái mặt Quyền Linh cái nó làm dễ thương quá. Dạ. Cảm ơn bác nhiều. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi, quan trọng là hai bạn gặp nhau thôi. Nào, kéo màn lên. Anh có món quà tặng. Nãy giờ nói chuyện, anh thấy em sao? Thì nói chung em cũng xinh, cái chuyện cũng dễ thương. Nhưng mà qua mà mối tình mà qua mạng á, 6 năm mà chưa gặp mặt á, anh nghe thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Thôi bỏ chuyện qua đó qua bên, mình nói chuyện mới đi. Em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Gì nữa thì em chưa dám đánh giá. Rồi mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. À, anh cũng nghĩ vậy. Em nãy nó ở Đồng Nai đúng không? Dạ đúng rồi. Em ở huyện nào? Em ở huyện Tân Phú, cuối Đồng Nai đúng không anh? Tân Phú. À, không sao nếu mà... Nói chung mà thích nhau, có tình cảm với nhau thì cái quãng đường nó không có là vấn đề gì cả. Hồi nãy em anh thấy giới thiệu công việc mà em chưa có rõ công việc của anh. À, công việc của anh á là bên ngành cấp vật tư hàng hải. Tàu á là người ta cần nghề dây cáp để mà cho vào các đường cẩu hàng. Tức là anh cung cấp cho người ta. Đúng rồi, anh cung cấp hoặc là mua lại. À, theo như em á thì mình có thể là chừng nào tiếng tới hôn nhân được. Bây giờ bạn trai mình phải chủ động, bây giờ mình phải tỏ tình hoặc là mình phải nói cái cảm xúc của mình như thế nào đó hiện tại để bạn gái thuyết phục bạn gái đồng ý hẹn hò với mình. Cho anh mượn cái bàn tay. Đến đây á là anh đợi rất lâu, hơn 8 tháng. Thường thường ngày anh không mặc được đẹp như vậy đâu, giàu nhớ không à. Thì đến đây á, anh muốn gặp em là anh đã thích. Thì nói chung á, mình hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha.
1 2 3 nắm tay nè. Hùng cái đi. Nào. Hùng lâu lâu nha. Thấy thế nào em? Dạ cũng vui vui. Nếu mà sau này tôi có được con dâu, dạ, thì tôi cảm ơn Quyền Linh, dạ, với Cát Tường. Tôi cũng mời hai cô chú uống rượu với uống rượu luôn. Uống rượu với cô với Linh Bắc Năm luôn. Dạ, dạ cảm ơn Bắc, dạ, Năm. Chúc Bắc Năm thật nhiều sức khỏe. Ừ. Bác, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim để hiểu về nhau hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Người thật việc thật nha, và tiến tới hôn nhân nha em. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Em tên là gì? À, em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi. Nhi, 24 tuổi, hiện dạ, mình đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính. Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở chung một phòng. À, một phòng ở khác cơ quan. À, hôm nay gặp nhau hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến. À, bạn nữ có thể giới thiệu cụ thể về mình? Nói chung là hiền, đôi lúc thì hơi trẻ con. Bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình, chững chạc hơn mình một xíu. Còn về sở trường với em thì có thể là ca hát, biết nấu ăn. Rồi, ca hát, làm một bài liền cho nó sớm lên. Rồi, xin mời bạn. Thì em xin hát bài Chiều Lên Bản Thượng. Tiếng hát ai buồn quá, bên lương đều cao. Tiếng suối bên gành đá, dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liễu. Bên bán xưa rừng chiều. Văn phòng bên kia hát thì văn phòng này cũng hát. Đúng rồi, phải đáp lại chứ. À, em hát có nhạc được không anh Quỳnh Linh? Được luôn, tốt quá. Dạ, xin hát tặng bài Cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền. Dạ, cảm ơn chị. À, không biết là cái bạn nữ này có giống như chị không? À, chứ nếu mà chị như là cái bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền. Em nhìn dưới tình hình thôi, chị không xin ra đây chị xin quá trời luôn. À, chị cảm ơn em. Dạ. Em hát thiệt là hay quá đó. Ban ngày mình làm văn phòng mà ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi. Dạ đi. À dạ, vậy hả? Có thu nhập thêm từ hát việc hát chưa? Dạ là hồi trước em cũng có hát ở quán cà phê, hát gì hát chơi thôi, nhưng ngờ được tặng bông mà có tiền. À, đó là tiền bo đó. Dạ. Dạ. Chứ chưa có tiền chính thức là lương đúng không? Dạ chưa, không có. Nói chung đáng lẽ bình thường á là phải hỏi han xong rồi mới qua coi mặt. Dạ. Nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền. Dạ. À, cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là bên này ý làm sao. Thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao. Nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó. Dạ, nhờ chị nha. Rồi, nhờ chị yên tâm. Dạ. Đi. Mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm. Hát hay nha, đẹp trai lắm nha. Bây giờ bạn thử nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào. Về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi. Vì nói chung cái dáng hình đó thì nên nhanh nhẹn một xíu. Em không thích con trai bụng bự. Không, không có bự, tướng chuẩn, nhon, đẹp. Dạ, không thích con trai hút thuốc. Nhậu nhiều với ta hai con trai là dẻo miệng quá. Thành ra mình sợ bị lừa. Đó, thấy là qua liền. Anh Linh đây. Anh Linh sao? Anh Linh là thấy dẻo miệng. Nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ. Trời đất ơi. Tôi sợ sao, sợ tôi. Xạo xạo. Sợ xạo anh. Mà mình sợ bị lừa. Bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa em. Lúc này Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Bởi vậy là mình phải hạn chế anh. Phải khoanh vùng trước. Hạn chế bớt. Sao Linh, được không anh? Được không anh? Được, dễ thương. Bây giờ quan điểm của em người phụ nữ như thế nào? Dạ, quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mị, nét đa. Sống phải biết chia sẻ, sống có tình cảm. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Cái gì cũng đòi hỏi quá, đòi hỏi quá mức. Ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ. Phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn. Thì ưu khuyết điểm của em như thế nào? Em có ưu điểm tính cách của em thì nhiệt tình, năng động, tinh tế, sống tự lập, biết quan tâm chia sẻ tới mọi người. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, bảo thủ ít thôi. Nhưng bảo thủ thì đôi khi mình phải xem lại chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên. Dạ. Ha.
Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em có đi với em họ với là bạn. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và cùng khán giả cùng xem ạ. Em thấy cái anh mình đó làm sao, có hợp với chị gái mình không? À dạ, trước tiên thì em chưa nói về anh, nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em bao đủ luôn. Dạ còn về anh thì em nghĩ là được, tới đi chị. Cảm ơn em. Còn bạn nam, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ em gái của em. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào quý vị khán giả. Hiện em tại ruột là... Dạ. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Chào em kìa. Bạn nam nói tiếng khác bạn... Bạn em gái em thích nói giọng Hà Nội, nói tiếng Hà Nội. À vậy à? Dạ. Bạn cảm nhận anh của bạn và người bên kia như thế nào, có hợp nhau? Nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi, chị cũng dễ thương, anh trai em rất dễ thương. Nè em nói chuyện gì với em gái một câu đi, mình chào nhau một xíu đi. Dạ chào em. Dạ em chào chị. Thì em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không? Dạ không, anh trai em không cằn nhằn gì đâu, nói chung là nói gì cũng vui hết. Cảm ơn em. Hai rồi, người chúng ta này kéo là... màn lên đi. Hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ đúng nha. Rồi. Chúng ta có 2 phút mời các bạn. Chào em. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ cảm ơn. Cảm nhận của anh về anh thế nào? Dạ nói chung là nhìn qua là thấy nói chung có cảm tình rồi. Cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em. Thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào, sau đó qua quá trình mình tiếp xúc như thế nào, đi đến được quan đường hay không, thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền lên chị Cát Tường đám cưới. Anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á, khi mà mình lập gia đình thì nam với nữ ai là người quản lý tài chính sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn. Dạ, em nghĩ vậy. Chúng ta chuẩn bị bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ tự quyết định bấm nút đi đồng ý hẹn hò và không bấm nút. Đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi bạn. Đôi bạn trẻ mạnh dạn lên. Hôn nhau một cái. Một cái đi. Gửi tặng bạn những vé xem phim. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công cũng như là một tương lai hạnh phúc. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai bạn sẽ nhanh chóng gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi, được không? Dạ, dạ rồi. Nắm tay nhau. Xứng đôi quá ha.